Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi sung thần ý, thấu kiều ý thiên, nhang giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni, Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Phật Nhật ni, Tăng Huy ni. Nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật tự nhiên đi. Tiêu thiêu nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì nay vàng rỡ rỡ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi, vân niên thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng.
trình đường Ngô Phúc thánh đồ cho đồng hưởng độc thi
hiền xuân. Chứ rằng Phật Thánh giáng lưu ân, thần giáng lưu phúc, thiên xuân dài thọ trường. Tiết Tông Thiền cung kỳ bái đạo, cung thỉnh mời Tiên Thánh Nhi lại đạo đàn duyên. Dâng lên đi đắp trà qua thông tiên nữ, dâng lên lòng tin con bái thỉnh Tiên Thiền Bố Tiểu Trung. Tiên Thiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất Tiên Thiên Thanh Vân công chúa từ thiên ngự về. Vân các con quê đất phủ dày, vân các ní con quê nghĩ tiếng bạc nhà đi mô cải chặt. Ngôi cao cửu tiêu chính vị ở trên trời sở chỉ tư phương, trong sáng như hương nghi lọc người, trong sáng nghi như hương thần thông biến hóa sửa sang khói mày liễu tốt tươi mặt hoa, mày liễu tốt tươi hình dung yêu điệu miệng người như hoa. Tóc phượng già già lưng ngóng salon thanh giá đề nghị địa tiên cung thỉnh mời mẫu đề nhị địa tiên tích xưa hiển thánh trong đền thì sông sơn nhan sắc khác thường hình dòng nghi nhan sắc nghi khác thường giác danh đòi một đi hòa vượt nghi khôn bì. Ngự đôi quê phủ dày thiên bản phủ nghĩa hực nà quan sơn nam, chưa biết tin phàm trẻ thơ ngơ, chưa biết ni tin phàm đeo kinh còn biết ni để làm dấu thiêng xoát thanh sắc. Mời thanh mẫu đệ tam bia xích lân long đường ngự miền thoại cung, chốn thoại cung nghi có nhà đánh tộc vốn ngon giọng dạy ốc nghi kinh xiên. Thế gia truyền xưa nay thế phiệt ni gia truyền thảo mai nàng ấy tạm quyền tiểu tinh. Giới đỉnh chân ngang phân khởi sung thiên thượng đệ tử kiến thành nhiệt tài kim lô phong, khoảnh khắc nhân huân tự mãn thập phương tích nhật ra dù miễn nạn tiêu tài trương. Nam mô hương cung giảng bồ tát cũng giảng Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô cũng giảng Bồ Tát Ma Tát. Dòng nhan khác
khai quang, thập cờ diệu quang miên chiếu từ trung, ngạ tích tàng cung già kim phụng hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương. Lon thanh gió có lệnh truyền ban nè, đức ông trần triều ngài có lệnh truyền ban nè, các quan quỳ bộ ngài chính dịch thanh gió đời trần thủy mở mang nam hải đức đệ tam dòng dõi kim chi thanh gió hoa hải đường đi tiên cô đệ nhất phủ mạc vương là đất trầm anh thanh gió tên gọi đại hoàng tấu vương cô đôi tên gọi đại hoàng nhiều nơi cầu đạo nhiều nơi phục thờ thanh gió cửa suốt tờ mờ nhát trông ra cửa suốt tờ mờ chiếc thoi cô bé có lá cờ đức vua phong thanh gió lai láng xa trông nghi bể đào lai láng xa trông thuyền thoi cầu bé cửa đông ngự về thanh gió tấu trước án tiền ni nhang thơm tấu trước án tiền thành mời tiên chúa bói then ngự đồng cảnh lâm tùng rừng xanh ngăn ngắt cửa thượng ngàn bát ngáp suối reo ý à ý à suối reo ơi a ơi a non thiêng hữu quạnh bốn bề chúa tiên sang thế lập nghề bói then tỳ đòn ơi tỳ đòn ơi thank you.
truyền đi đồn vang khắp trong biển làm xương về đỏ ơi. Chiều lục cung nắng nắng ái vốn dòng sông.
sườn cha tinh tình măng chúc măng ra măng che măng nửa cơm làm trà vàng tinh tình hãy sung ai đi tìm ý tiết định ứng hay là khúc đà đón
chúa ban ra bốn phương hồi họp để đã tháng ngày ban cho tiền tốt lụa dày bông lộc cho lắm về đây càng nhiều ban đi cho dài nhất sam nhiều bông lộc hơn nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng con khuya sớm phục thờ 30 mùng 1 người từ hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm mê bưởi đời sơn cùng bích thủy ai có lòng
có phép đi dạo cánh non tiên. Thanh gió dâng văn tam vị chúa mường, thỉnh chúa đệ nhất nhi giang chừng ngự về. Việt Nam có ngàn đông lộ cõi Bắc Kỳ, có núi Tây Thiên dõi truyền thiên ni hà ức điên. Ê,
Quạt lại thương thanh độc, quạt cho mắt lộc
sơn hà. Ngày ban cho tiền cũng đủ dày bóng lòng
dục mấy vần
ý. Thank you.
tử binh nhiên đời đời, 12 cô thù bạn theo hầu. Ý ý à, chiến giác nghe dương ra chuông về đồng chức lấy cho đồng. Lộc quả thứ ba tới lộc tiền, thượng tài tông đôi chiếc biển.
độ cho phúc lộc đằng Hà Sa. Màu son sắc tốt tươi rườm rà, soi lên ngàn năm quả nhiều hoa.
bao nhiêu phép lạ quyền hay truyền cho. Trải về năm căn cơ thụ giáo ba đúc tròn đắc đạo tiên gia ý nghĩ. Bói ra khắp hết cửa nhà cát hung, điềm lành giữ chỉ trong kỳ diệp, phép linh tiêm điềm biết kỳ lam, cháp xanh đà bóng trời ban. Lâm thao hai
tay tiếng nhịp bóng. Đền thờ cổ tích khói trầu long tranh, chốn Âu Lạc non thiêng sông núi 4.000 năm, rừng nước văn lang dấu thiêng lộng lẫy trang hoàng.
hoa ấm đêm đêm tận nơi ơn trên tiên chú đã xét soi tiếp lộc ban tài
tiền tài lưu nát bạc vàng để đa cho cây xanh cho lá nở hoa dân an cúc hay thái hòa yên vui lệnh đi chuyển nam bắc nơi nơi ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sâu. Khi mà làm tim đứng ai hoa, ai hoa đẹp vời. Đôi núi bao xa, núi chỉ cạp đi hai trăm hoa. Hai hoa đêm về đẹp lấy biết bao nhiêu thanh đồng giờ mong.
văn võ đội tàu bách quan, văn vũ đội tàu khi ra bề ngọc khi vào thì tỏ trương ý. Chính trực mọi đường thông minh, chính trực mọi đường kiên hào bình túc chẳng nhường một ai. Đệ nhị thứ hai thiên tào, đệ nhị thứ hai thông chi tam ma giới mọi nơi ý, xa gần
Truyền phán các quan có lớn về, truyền phán các quan tả cơ hữu đổi lương ban đáo đã lệnh truyền văn võ đôi hàng. Thiên binh màn má hàng hà héo ra lệnh truyền thiên tội vạn cơ. Thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ. Tôn quan bây giờ ngài chấp ra cách định trước là khám xét địa thì sau giao thu chấp ta tinh phép này làm cho trần thế biến tay. Văn sớ dâng lên tôn quan ngài đầu đôi chép biên cho thường thi cho nhị từ trang sinh. Chư phụ chư quý khang đích thọ trường phê cho dung mạnh đôi đường. Thì nếu không vì ngài nhục nhớn ngại vì đông pháp nhớn duy quang tục tuệ nhớn dựng viên trung thật nhớn như thiên nhật chư di thể hoạt động khai qua pháp duy nội thừa sứ bất hàn song. Trông
lâm san kiếu hy lồng thành thành chi thủy chiếu trần tâm sơn chi cao hệ thủy chi thâm đây đây mới thực chốn non nhân bầu nước chi thanh gia trịnh giang tất nia duệch ngật lai láng áng vầng hồng soi dạng nam minh
một tuần nhang Long Thành, thắp một tuần nhang tấu về Thoại Phủ, các ban các tòa thiên đình địa phủ Diêm La, tấu về cho tới vua cha Đồng Đình vốn dòng làm chúa Thoại Cung. Nam tiên tàu sứ văn đề, nam tiên tàu sức lên cho tới ngôi cao, hiểu chúng sức về tử tế lòng cùng. Vua cha xét hỏi các tòa các quan sứ này ở dưới trần gian, tài bắn dựng lên kim ngân, tài bắn dựng lên tôn quan, tài tống đôi chiếc bình gió giảm đi cho nhi đức trạng sinh. Khi ngài nhung nhớn ngắt, khi đông pháp nhớn duy quang, tuệ nhớn trực viên trung, hận nhớn như thiên nhật chiêu di thể hoạt động, hai quang pháp dưới đồng hồ sứ bất hạ sóc. Càng tân giam từ bi lật mất chúng sinh cùng ngàn kinh, để lệ giọng nhạc tập kỳ nhiệm vạn bên chức tràn duyên. Quang tóc kỳ diệu quang minh chức đàn diên ngang đặc cung giảm kỳ phục hỏa thân cận thánh chúa tiên trung vương. Ngỡ cảnh bông lai
thần phú độc khoan thai. Hiền diệu thành ván cờ tiên dòng ra Việt Nam quốc thái dân an.
số sinh số tử nền hạ con tam phế. Trái giang khê lên ngàn đê xuống biển lạnh giang từ quý địa danh lam đền thờ quang tán tiếng kêu vang lòng môn hổ phục thạch bàn uy. Tôi
trèo ra núi đỏ, trèo vào ngàn sông, thương ngàn tôi tú anh linh ơi.
dòng sơn cha tính tình măng trúc măng ra măng che măng đưa cơm nam trà vàng tinh tình hay sung cái đi tìm ý
ngày bán số tiền cũng đủ dày bọc lộc cho lắm về đây cho nhiều bán cho dài sáng yêu bọc lộc cho nhiều năm mỗi năm xưa thành đồng con này em khói phục thờ 31/14 hôm rằm 31/14 ngày rằm 14 về đến đây muôn dân đâu ta nhà nhà an vui bắc trung nam xung vầy bắc nam xung vầy đồng thiên ngát nhạc đón trầu về người vui trầu về đến đây ban phúc đề đà ấm no cho mọi nhà. Oh,